Xin chào cô và tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Hồng Minh. Hôm nay thì con sẽ giới thiệu về cái bài lập trình về máy tính Casio qua những buổi học của con. Bài này thì là cái máy tính này thì sẽ có đủ các chức năng là có các số bấm và các nút là dấu cơ bản là cộng trừ nhân chia và các nút căn lũy thừa căn bậc 2. Cái máy tính này thì nó khác với các máy tính của các bạn trước là nó có thêm cái dấu phần trăm và giai thừa, nhưng mà hối tội là dấu phần trăm thì là cái vướng mắc mà vẫn chưa thể nào mà sử dụng được cái dấu phần trăm này. Và như đã nói trên thì cái bài này thì con vẫn đang bị vướng mắc ở cái dấu phần trăm là con vẫn chưa dùng được. Và cái mong muốn cải thiện của con là mình sẽ cộng được nhiều số liên tiếp mà không phải tức là cứ ra từng cốt cỏ một rồi mình cộng dồn với nhau. Xin cô và các bạn cho nhận xét. Con đã chạy thử đâu? Mời cô và các bạn ra phép tính. Các con thử thách cho bạn đi. Mũ 3. Bao nhiêu mũ 3? 9 mũ 3. 9 mũ 3. Yeah. Tiếp đi. Căn bậc 2 của ai? Căn 12 của 2. Cô ơi, con hỏi nhá, căn 12 của 2 là gì cô? Căn bậc 2 số học của chúng 2. Kệ, cứ tính đi máy con nó khác tính ra mà. Đây cô, căn bậc 2 của 2. Đúng rồi. Bây giờ con mũ 2 cho cô. No. À, con nhầm. Để con tính lại. Rồi mũ 2 xong lại thành 2. Đó, thấy chưa? Thế là đúng rồi. Con cứ căn xong mà con mũ nó bằng chính cái số ban đầu con nhập là được rồi. Còn cái random nó sẽ xác suất nó giờ có một cái như bài của bạn kia là nó to hơn ý, thì nó có số 4 ở đằng sau ấy thì kệ nó thôi, đấy là do tính xác suất của máy tính mà. Nhá. Cô nhận xét bài của bạn Hoàng Minh này, bạn Hoàng Minh làm rất là tốt này. Đúng chưa? Chăm học đầy đủ, bài tập về nhà là một trong những bạn mà gửi bài cho cô khá ngoan, gần như ngoan nhất lớp đấy, gửi bài đầy đủ luôn đó, cô rất là yêu lớp mình, ngoan học giỏi. Vậy cô rất là mong muốn rằng Hoàng Minh sẽ tiếp tục phát huy trong dự án tiếp theo nhé.